Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá thức game đầu tiên nha. Solid Dash. Let's go. Let's go. Có boss rồi. Your history. Let's go. Defeat me? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid Runner. Yeah.
và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ ba, Solid Rushing. Bốn vé bốn được, ok. Không. Ba vé ba, nhưng mà đua bốn vòng là xong. Rồi, ok. Ăn vào cái này nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ tư, Solid Dead 2. Yeah.
Wow, mình cúi xuống mà lại không cúi được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ start game thứ 5, Solid Zone. Let's go. Rồi, bắt đầu nhảy nào. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Solid 4. Đây là một tựa game khá là hay. Tựa game này là một tựa game đua online. Open. Không mở ra là cái gì cả. Rồi, tiếp tục nào. Let's go. Ok. Ok, đã thành công. Tô một rồi. Let's go. Chọn anh chàng này đi. Green 2, Scandi 2, Medium. Mình đã lên được 800 cúp rồi. Bây giờ vượt qua 3 anh chàng này tiếp theo. Thank you.
Oh my gosh. Bị lừa rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid CD. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Solid One. Reason. Why cheat? Oh my god, đi rồi. So, ok, mình xin phép dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.